mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay là ngày lễ đúng không? Bận quá. Em đã sống những đêm ngoài kia biển xu bờ cá. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì em cùng em chuyện trò cùng nhau nghe sông sâu biển đá ngàn câu hát. Ai có mặt ở trong room thì tách chat để nói chuyện nha. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, tay người anh người yêu anh hơn. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng cố giận hờn để giờ đây. Mèo đang tút không hiểu lại buồn cái gì. Vào mình vào comment ngay. Không hiểu là lại buồn chuyện gì. Khổ người đã sầu đa cảm khổ ấy đấy. Cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối trần trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì em được nghe giọng và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm. Thôi mọi người đi ngủ rồi, tán treo nick này. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người người yêu em hơn. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng tênh. Ai gì lại lùng thế, không nói gì à? Chảy lễ. Đang ngồi chơi game. Em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ ai. Và em chỉ có anh thôi. Ước gì em đã không lỡ lời. Ước gì đã được có giận hờn. Từ giờ đây cô đơn vắng tênh. Đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại. Mình chọn năm sao tặng hoa không bao giờ nói gì cả. Vãi trưởng. Nói chuyện hôm nay em sâu đến 7 giờ cơ. Yeah, thôi mặc quần áo lát đi chợ luôn. Hôm nay mình sẽ phải dậy sớm. Em được không lỡ lời. Em nhận lệnh sâu đến 7 giờ rồi. Bình thường là em sẽ đi ngủ, sau xong em sẽ đi ngủ đến trưa em dậy em nấu cơm ăn. Nhưng mà bây giờ thì hôm nay đi cắm trại, nhóm cả nhóm đi picnic, cũng có cả mèo ấy. Rất là tán sáng quá. Chào Kim nhá. Cho nên là thôi quyết định lát 7 giờ xong thì em đi đánh răng rửa mặt tới lúc 4 rưỡi. Anh sau này thì, nếu như chị Bình chợ làm chuyện bị vỡ, mua rau có cỏ hoa quả sẽ làm giúp chúng chuẩn ta bị xa nhau không? Rồi lên anh giúp, cũng không biết nữa. Lên giúp cái anh nhưng kia làm thật, đồ chiều đi ăn nướng. Mèo á? Mèo chắc có ngủ ấy, ngủ một tí dậy. Chào anh Hướng. Không có anh Hướng có bạn sâu ở tối không ấy nhở? Không đúng không? Rồi hôm nay bình thường mà. Hoài vẫn men lắm. Cầu vồng tan sau mưa mình em đứng chờ. Vì gió mang anh về nơi chốn nào. Trong khoảnh khắc cô sâu rồi lòng vẫn mong mưa thật lâu. Mưa cô xa cho ngày sau. Chờ lại đây nhìn nhau chỉ để vỡ òa. Ngày đó còn nhau trong nỗi đau này.
giờ hai lối, nước mắt em hòa mưa lớn, ướt đẫm trong ngàn thương nhớ. Bao lâu thì em sẽ quên kỷ niệm xưa, trôi qua nhanh dù anh nhớ về. Em gọi anh, yêu thương này không trở lại. Nhìn thấy nhau hôm nay những nụ cười nơi khác, gió có nói với anh lòng nghe thêm thì thôi anh bước xa thương yêu và xa chốn này. Con đường xưa đi bao năm giờ quên lối về, chào vẫy tay xa xôi hay buồn rừng ngược lối nghe mưa trôi lòng bất. Cho những tháng ngày đã qua, chưa ai nhìn từ phía em để hiểu về một nụ cười quen thuộc, hiểu được rằng chỉ cần một vòng tay nơi anh là đủ. Để rồi hôm nay lúc nhanh nhau như hai người xa lạ, hôm qua em mặc mọi người hôm kiểu hôm qua lát rồi, không hiểu sao ấy. Hôm qua lát, mọi người bảo là được hôm như một váy truyền thuyết váy đỏ thì bị lát. Lắc lắc là phát điên lên, thắt ra thắt vào mà. Em thấy em xem điện thoại bị thắt ra thắt vào liên tục. Mọi người bảo là tại vì em mặc váy mà bị lắc. Nên là mọi người không xem được đấy. Khổ ấy chứ. Chào Lâm. Trong khoảnh khắc cô dâu dù lòng vẫn mong mưa thật lâu. Mưa cô xóa cho quên chờ làm đây, nhìn nhau chỉ để vỡ òa. Từ đó còn nhau trong nỗi đau này. Giờ hai lối, nước mắt em hòa mưa lớn, ướt đẫm trong ngàn thương nhớ. Bao lâu thì em sẽ quên kỷ niệm xưa, trôi qua nhanh dù đầy nhớ về. Em gọi anh, yêu thương này không trở lại. Gái dại đấy. Hôm qua bà chị em ý thấy em mặc váy ra ngoài sướng quá. Thế để em chuyển nhà vui nhá. Tại vì em hay hát bài này ấy. Nó luôn hiện lên cái chỗ gợi ý đầu tiên. Chào Đô nhá. Đã có lúc ân tình chúng ta thường về nhau, nhìn thấy nhau hôm nay như người dưng. Nhà Nhu không bán cà phê, nhà Nhu có. Quê em á? Quê em ở đây mà gì? Quê em ở Thanh Trì mà. Trước nhà nội em ở Vĩnh Tuy, hồi bé em ở Vĩnh Tuy. Xong rồi bắt đầu từ năm lớp 6 là em về Thanh Trì ở. Thanh Trì là quê ngoại em mà. Sao? Sao xem Nhu Đô tinh quá, tỉnh chứ sao lại tinh, tỉnh, Đô bị phê rồi, tỉnh chứ. Nhà Nhu có bán nước chuột là thôi bỏ đi. À đấy, quên hôm qua, bà chị em hôm qua, cái bà mà hay nhắn tin là bảo là chị muốn săn bằng cái tủ quần áo của em ấy. Thế rồi bà chị là mua chị một cái áo đá bóng ấy. Thì vì em hay mặc, bà bảo là con gái, con lứa, lên sâu người ta phải yểu điệu thục nữ, phải mặc váy vóc, bánh bèo các kiểu thì mới có mem. Thì đây kiểu bà Nhu bà ấy lên thì bà ấy suốt ngày bà ngáp, xong rồi bà ấy mặc áo phông. Và mình cứ buồn cười á. Thế hôm qua tưởng có gần biển thì có thể ít muối á. Jim, nhà Jim buôn muối à? Buôn muối ấy thì mặn lắm.
nhiều muối, ở gần muối nhiều bị mặn ấy. Hôm qua bà ấy sướng quá, thấy mình mặc váy bà sướng quá. Hôm qua meo sâu thế ở bên ba ba, cũng cùng giờ với em, meo sâu thế là meo đang sâu, bà ấy chạy sang meo meo hôm nay nhu nữ tính lắm. Thì meo đang sâu lấy nick khác chạy sang xem mình, lại chửi mà meo nữa. Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và em muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để em đây được yêu mãi người, đừng rời xa em nhé người. Nếu một ai vòng tay người ôm em mãi, nếu một ai bàn chân đi bên em vô buồn vui, nơi ngày hoa người trao đời ban công, em nở những tiếng cười đợi lúc anh quan tâm về em. Nếu anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nếu anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nếu ai đó mang đến em yêu thương đong đầy thế giới này và giúp em. Lặng im luôn, không nói bởi gì. Mà cái ông này sao nhỉ? Thế rồi sáng ra đã gặp toàn lạnh lùng boy, mệt mỏi thế. Chào anh Gao. Gao ồ, hôm nay mặc màu gì? Hôm nào gặp ông này mình hỏi ông ấy mặc màu gì. Và em muốn từ đây thời gian mãi, để em đây được yêu mọi người, đừng rời xa em nhé người. Nếu một ai vòng tay người ôm em mãi, nếu một ai bàn chân đi bên em vô cùng vui, nếu ngày hoa người trao đời ban công, em nở những tiếng cười đợi lúc anh quan tâm về em. Nếu anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nếu anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nếu ai đó mang đến em yêu thương đong đầy thế giới này và giúp em thêm tin vào em, nhu nợ anh. Chào anh Tấn. Ê, anh Tấn hôm qua là giải ca đấy, ngồi đang đi nhậu vào xem nhu sâu ấy. Thằng ấy sao lác quá không anh? Vì mọi người nói vì tội ăn không cầm điện thoại à. Giải ca. Đúng rồi, anh Tuấn hôm qua có thấy đọc comment mọi người bảo là truyền thuyết như mặc váy đỏ không? Truyền thuyết như mặc váy đỏ hôm qua thật lát thật. Có người phải vào đến chục lần, ra vào chục lần rồi em phát điên lên mất. Hôm qua em dùng điện thoại cũng lát ấy. Chào Tiểu Hà Mễ, anh vào không được á? Chào chất kinh nghiện. Hôm qua lát mà đường ngày mặc váy lá không cho ai xem cả, ghét thế chị. Hôm qua mình lại không em không biết quay lại, không biết phần mềm quay nào. Thế hôm qua có một ông quay lại cho một tí được hơn một phút, anh có đọc được gì đâu, đáp cứng màn hình à. vẫn kịp tặng em đẹp nhất gì thôi đúng không? Áo này là áo thể thao mà lát đi giày. Đang phân vân hôm nay không có biết mặc áo này đi picnic không. Hôm nay có cả mèo đi cùng bọn em mà, bọn em tự chuẩn bị đồ nướng ấy, xong rồi lên công viên Yên Sở picnic. Thấy toàn bài buồn nữa. Chào anh hàng xóm. Hình như nó hiện một cái hiệu ứng không? Một cái là bánh gato, một cái là vương miện. Nhưng mà em chụp được rồi, em không bị lag. Máy tính thì không bị lag, còn ai dùng điện thoại là bị lag ấy. Người gần như thế đôi môi. Tiếng sao đây?
che mất hết chữ rồi không hát được, mình không thuộc lời. Thôi hát bài khác nhá. Bài gì đây? Ừ, bài này cũng được rồi. À đâu, bài này vừa hát rồi mà, vừa hát xong. Tim cười gì ấy? Chả hiểu ra cười mà nguy hiểm. Đừng có cười cái mặt dân dê đấy. Cho dạy em nữ tính. Nghe điện thoại không thích ứng kịp của cô đấy. Không có mọi người bảo là nhu truyền thuyết váy đỏ mà. Em hình như em có chụp được cái câu comment đấy của mọi người hay sao ấy. Truyền thuyết váy đỏ ấy là lát không xem được. Đỏ cái mắt đấy đi. Có anh và có em vẽ nên chuyện tình yêu như là cô tình. Như lắm anh ấm. Nào cái ông chất gây nghiện nữa. Đừng có gia nhập thánh hội dân dê ở đây nhá. Đây là toàn thân là đông với nhau rồi. Đừng có bị gay, đừng có cười kiểu dân dê. Nhớ phải lắm, những lúc anh hay làm trò cười đùa. Từng câu nói cho trái tim em nhịp phơ. Kể vẫn tỉnh rồi, thế là 4 giờ sáng. Lúc mèo dấu xong em nhắn tin. Sao chị buồn? Không, hai chị em tâm sự bà chẳng. Bà không kể, em bảo là mèo ơi em có bị điên không? Bà bảo là sao mà điên. Thế là 4 giờ sáng. À sắp tới đi có phải mặc bikini không? Bà bảo có, đi biển là phải có bikini. Thế là em bảo là thôi rồi để em đi 4 giờ sáng em đi xem bikini có bị điên không. Đi xem đi. Giọt nước mắt hay nụ cười em vẫn nhớ vẫn luôn tin rằng trái tim này sẽ không khi nào đổi thay. Biết không anh giờ đây ước mong anh kề bên để xua đi muôn phiền nhớ mong từng ngày. Hứa đi anh về ngày sau cuộc tình mất sắc trong tiếng cười âm lặng cùng nhau bước trong yêu thương. Nhưng mà em nhìn mất 25 phút mà chưa được một bộ nào ưng cả. Cầm chặt tay anh đi em để không phải xa nhau. Cụ xanh nơi mà trên đường dài. Mà hai gáo dừa. Xinh như câu chuyện thật quen. Hai gáo dừa. Em có sẵn một bộ rồi. Mẹ bảo là tìm bộ nào nổi vào. Thì em cũng mặc bộ nổi bật thôi, em không giờ em mặc một cái bộ chim chim nữa. Chắc là tôn ra chị nhau em mà buồn tí lại đoạn đầu hay đó. Ừ thì chị cứ làm sao là em phải nhắn tin luôn mà. Hỏi. Thôi chiều nay hỏi, chiều nay gặp nhau hỏi. Em bảo là tại vì hôm nay mèo cũng có vài cảnh quay ấy. Cảnh quay ở Yên Sở bọn em cắm trại đấy là em bảo là lúc nào chị đến chị gọi em để em đi ra xem chị quay. Đi chơi cùng cho mọi người nướng thịt. Em trốn. Không được cười cái mặt kìa. Dâm dê đê tiện đấy mà cái ông này. Bỏ đi. Mới sáng ra. Nhu đẹp mà nhu không có dễ dãi nha. Như chua. Nó phải cười kiểu gạ tình đâu nha. Bỏ đi. Bỏ đi. Hát bài gì bây giờ? Thế rồi hôm nay lấy thời gian đâu mà quay mấy cái clip đó ơi. Chưa đủ, phải 6 clip nữa em mới đủ. Mà hôm nay là ngày cuối cùng rồi, hôm nay phải quay 6 clip để nộp. Trong khi hôm nay mình còn đi picnic chứ. Mình mỏi sự. Ui lâu lắm không hát bài yêu anh rồi này. Hát thử xem nào. Chị em với nhau á. Chào Hải, hôm qua sinh nhật xong trở lại rồi. Đâu, hôm qua phải sinh nhật đâu, hôm qua là kỷ niệm một năm.
em mặc này đồ thể thao này, anh lại bảo em con gái á. Đây, đây là áo thể thao mà. Yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ, giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh yêu chỉ anh thôi, yêu anh hết thân này, yêu anh chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương, dù gian thân vào ngục tôi. Yêu thôi cứ yêu thôi, anh là ánh sáng, xin anh gần lại bên em, đừng rời xa em. Đang tìm mua áo lười như cái đoạn tay như á. Anh mặc á, yêu ơi. Anh gay à? Em hai file đã đành anh gay à? À quên anh VD à? Quên lại bảo gay VD à? Đang định mua cái bộ bơi. Tại vì cái bộ bơi đầu tiên thì nó cũng... Tại vì bộ đấy em có đăng lên Facebook rồi, bộ đấy thì cũng bình thường. Đang muốn tìm một cái bộ hơi sexy một tí. Nhưng mà chưa ưng bộ nào cả. Hay nó cứ xấu xấu rồi gì ấy. Em kiểu thích một đơn giản nhưng phải đẹp cơ. Cười đi. Bỏ đi bỏ đi. Cười để ra cười. Chào leo mini. Hải, em phải bảo là đây là chị Nhu hát hay chứ. Ngày trước chị hát xúc phạm người nghe, bây giờ em phải dối lòng chứ. Vì lúc nãy em nói em nhận là Nhu xinh đẹp á. Đâu em bảo là em auto đẹp trai mà có rồi xinh đẹp đâu. Hôm qua chẳng hiểu ra bà mẹ hỏi Nhu có váy maxi không. Ôi trời, chẳng hiểu ra hỏi mình có váy không. Lúc em nói chung là có một cái bộ màu cam thì cũng ưng ưng, nói chung hơi hơi thôi, chưa thích, chưa nhìn. Em nói thích kiểu bộ nào mà em nhìn một phát em thích luôn ý là em phải mua được ấy. Nhưng mà em nhìn chưa bộ nào em thích cả, gọi là hơi hơi ưng một tí thôi. Có đúng một cái bộ cam thì hơi ưng một tí, nhưng mà cái quần nó lại giống cái quần cũ quá, không muốn mua. Để thử hỏi xem là có cái phần khác không. Nhớ là chẳng nghe điều gì, nhớ là chẳng tiếc chi, dù mai đứng sau cơn mưa kia em sẽ đơn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo, vì trái tim em không ngờ chắc sẽ ngừng đập. Đoạn này cao quá, bỏ qua đi. Hôm nay anh Tuấn hôm qua đi nhậu mà thức sớm đấy, phải lại bị tỉnh ngủ à? Ông Diêm thế hôm qua cũng bảo đi nhậu mà. Đâu hay ông nào cũng ông Diêm chắc thức cả đêm, làm đêm nó thức cả đêm. Nói đến đi nhậu anh nhớ đợt mình say như con điên. Mà lần đi đấy không dám uống ấy. Hôm đấy là buồn buồn đến mức mà uống. Ê, uống này cậu ơi. Thấy tưởng tổng quá, nhớ lại thì tầm tổng ấy. Ta cũng nhớ cùng lớn lên chung. Vì nằm được có tẹo khát nước quá vậy luôn à. Anh nhắc đến nước em nhớ là em vừa cắm hộp sữa mà em mải buffet quá em chịu uống. Để em uống á. Làm tớ thấy khó chịu lắm ý, nhưng có sao tớ vẫn cứ thích ngắm hoài. Nhớ lúc khi cả hai còn bé, tớ đã thấy cậu rất mạnh mẽ. Hôm nay không thể cái ông Milo rồi nhỉ, chắc đi ngủ rồi. Buồn cười thôi, ông ấy vào mình hỏi uống Milo 3 năm rồi mà không mọc được thêm cm à. Tớ thích câu mặt rồi, khi yêu mất thôi. Ông ấy đặt tên là 24 tuổi, uống Milo để tăng thêm 1 cm. À, 24 tuổi 1m78, uống Milo để lên được 1m8. Rồi em uống Fami, uống Fami để tăng canxi. Ừ, 1m79.
Lần trước em không uống Fami đâu, chứ em hay uống cô gái Hà Lan vị sô-cô-la. Mà để sau uống Fami ra bảo con gái uống Fami nó lành nhá. Nói chung là tốt. Em cũng chẳng biết là tốt như nào, nhưng mà chỉ biết là uống cũng được. Thì là từ lời em uống Fami thôi. Em thấy kiểu mà em làm gì là em hay làm chiến miên một cái đấy. Cái kiểu mà thích một bài hát gì là thích một bài hơn mà ăn một cái gì là rất hay ăn cái đấy. Kiểu đấy, đấy kiểu trung tình ấy. Kiểu yêu một người là chỉ yêu người đấy thôi. Cái gì ấy? Cái gì đi? Đầu á? Em làm gì nhúi gì được. Em chắc là không mọc sừng đâu. Giờ phải có người yêu mới có sừng. Bao giờ có người yêu bị cắm sừng mới bị sừng. Em chưa rồi bị cắm sừng. Được cái là không hiểu là như nào mà mình toàn yêu được cái mấy cái ông tốt tốt trong chung tình thôi. Nhưng mà lại gặp mình đúng thời điểm mà mình thôi trẻ con. Em thì kiểu mình rất là yêu người ta ấy, kiểu cũng muốn chăm lo, em hay chăm lo các thứ, quan tâm lắm. Nhưng mà kiểu lúc sáng nắng chiều mưa, chưa ở bữa tối giông bão ấy, cứ hành người ta ấy, khổ quá. Ông thì đúng ra có 1m7 thôi, nhưng cái sừng nó chín răng, ok, ok. Cứ thế có khi yêu mất thôi. Hải thích bài gì? Em trai chị thích bài gì? Anh ấy là chẳng nguy hiểm. Anh ấy không những nguy hiểm mà anh còn đối xử tàn nhẫn với em. Nói cây độc vãi, kiểu nguyền rủa mình ý. Đừng có mơ, không bao giờ. Em yêu phải yêu một người trung thủy. Không, đã yêu phải yêu một người trung thủy, không thì thôi. Ở một mình nuôi thâm béo mầm, mặc dù nuôi mãi mà chẳng béo được. Ăn mãng béo chưa được. Chuẩn bị phải làm sữa bí ngô uống thôi. Đợt trước em thật sự em ăn không hấp thụ đấy. Con gái thì mà ăn 3 bát cơm một bữa, ăn vặt cả ngày cũng chẳng béo được. Chẳng sao. Vậy đợt em làm sữa bí, em thử nhiều cách lắm nhưng không tăng được. Em thì bây giờ cái có đợt đấy thì cách cuối cùng em bảo là lần này mà em không hạnh phúc đó không có em à. Em không tăng được cân nữa thì em kệ, em chẳng quan tâm nữa. Đợt em làm sữa bí ngô, cách cuối cùng mà em được chỉ hạnh phúc cái gì đó em không có thì em sẽ thôi. Thế mà đợt đấy lại tăng được 2 cân. Tăng 2 cân nó không tăng nữa, ghét thế. Thì là lên được 4 cân. Hay là mỗi có 4 cân vợ. Vậy là đi làm 15 ngày tụt luôn. Tụt luôn 2 cân đấy. Thế từ bây giờ có được hơn 42 cân vợ. Em không đủ tiêu chuẩn hiến máu hiểu không. Hiến máu phải từ 45 cân trở lên. Anh là 46kg á. Bởi vì nếu mà gầy mặc đồ bơi trông kinh lắm. Em phải tăng cân. Bye bye Hướng, chúc anh ngủ ngon. Lời xin lỗi vì đã lừa dối. Ước gì mình nói thất tình à Hải? Đứa nào là em chị thất tình? Sự thật sao quá tàn nhẫn. Nghĩ đến một quá khứ. Muốn em thấy mọi người bảo là đi hiến máu sẽ đổi máu tăng cân đi. Nhưng mà em không đủ tiêu chuẩn để hiến à. Chào anh Đào Công Hoàn. Không có tình mà rất là giống chị thế. Nhiều lần cố gắng để không khóc, nhưng chỉ còn lại sự yêu đuối. Anh Tim cao mét bao nhiêu? 46 cân rồi đó. Thâm ạ. Con trai gầy phải 50 cân nhá. Làm gì 46 cân. Thế thì anh còn gầy như cả em á.
Vãi cả ông kia anh Hường đi xanh cỏ nhé, kinh nhá. Vãi cả Trúc ạ. Bài này kiểu nghĩ đến cái cảnh bị cắm sừng ấy, không biết tương lai có bị cắm sừng không. Em á, từng có thời gian em bị xuống 39 cân ấy. Em kiểu em đi làm nhiều quá, bây giờ em toàn ở nhà rồi. Chứ đi làm đi học nhiều đi làm nhiều ấy. Thầy cô bạn bè còn bảo ấy, kiểu ý là làm ít thôi. Mà em thích thôi. Nhưng trong em chỉ còn là sự yêu đuối. Vì em không thể quên được anh, chẳng thể bên anh nữa. Hãy bên người cho anh được tình yêu. Chỉ một người chắc chắn. Ơ hỏi tin ca mét bao nhiêu trả lời ạ? Gầy là thấy tất cả đúng không? Gầy là thấy tất cả. Cái gì là mét mốt là anh lỡ? Thâm mà em mét 59 đấy, mét mốt gì? Mét 6 trừ 1 đấy, đùa. Qua quay ở clip hôm nay đấy. Để hôm nay có nên up không nhỉ? Up lên Facebook. Hỏi anh cao mét bao nhiêu ấy mà có 46 cân. Hại 46 cân á. Trời ơi, toàn thánh gầy ở trong này rồi. Anh Tuấn bao nhiêu cân? Chưa được mét 65 á. Thật đó. Bé thế. Ý là nếu mà mình có cơ hội mà gặp nhau em sẽ đi một quả guốc 19 phân. Em cao hơn rồi. 57 cân. 57 cân cao mét bao nhiêu? Anh chơi bảo chưa được mét 7 đúng không? 57 cân thì có mình thường. Không gầy lắm. Anh độ bao nhiêu cân? Lại mét 69 à? Được, mét 69 em đi 10 phân thì vẫn bị bằng thôi. Thôi bỏ đi bỏ đi, không chơi với anh. Cảm ơn người đã từng đến đây. 60. Đây anh độ là vừa vừa đấy này. Anh độ nhìn có vẻ chắc là mét tầm mét 7 mấy. Mặc dù chưa giờ nhìn ảnh dáng của anh luôn. Nhưng mà nhìn đoán thế, nhìn mặt đoán thế. 70 đó. Nhìn em đoán là tầm 72-73 thôi. Đoán thôi, sự thật thì không phải thế. Em đoán linh tinh nhưng mà. Sao mình có cao 1m59 không? Em gái em lớp 9 mà nó cao 1m67 đấy. Ghét thiết lị. Mẹ em, tại vì mẹ em thì cao, nên bố em thì thấp hơn. Em giống bố, em bị cao giống bố. Em gái em cao giống mẹ. Hết thế. Tại sao không cho em cao giống mẹ? Em mà cao giống em thì cần cao 1m65 thôi. Mẹ em cao 1m68. Em cần cao 1m65 thôi. Em giờ em đi vì em gái em là kiểu như nó là chị em ấy. Em là em ấy. Em lùn. Luôn bên em là thôi. Đợt anh ở Việt Nam có 57kg, sau hơn 1 năm sang bên này 74. Sang đấy ăn nhiều đồ ăn liền mà. Mẹ em ăn cũng ăn nhiều đồ ăn liền mà. Nhưng mà không có béo đâu. Hụt hẫng khát nước mắt nhớ cay buồn nhân.
1m76kg là người vừa đấy. Em là cao 1m65, em không phải đi quốc. Bởi vì con gái đi thấy búp bê nhìn nó cảm giác nó nhẹ nhàng, nhìn nó yêu yêu ấy. Em hay thể thao ấy. Một là có thể mình theo một phong cách là nhẹ nhàng, không phải đi thấy búp bê mặc váy, hoặc là mặc đồ khỏe khỏe đi thể thao. Em hay đi thể thao lắm, auto gần như auto thể thao ấy. Có hôm nào thì kiểu lên cơn và điên điên lên tự nhiên thay đôi cao cao ấy. Mà em đi cao gót bị sưng chân nên là em ít đi á. Em tập nhiều rồi nhưng mà vẫn chị lần nào đi y rằng về bị sưng chân. Giờ bụng bầu như là 5 tháng á. Chúc mừng anh, sắp đẻ rồi anh. Chắc là sắp đẻ rồi. 5 tháng thì còn 4 tháng nữa. 4 tháng nữa là tầm tháng 8 à. Tháng 8 đẻ rồi. Khổ. Chúc anh mẹ tròn con vuông. Em cứ thức đêm về ăn ngủ không đúng rồi vào lâu mới tăng được á. Ốm rồi đấy. Dạo này em bị sao ấy. Tầm 1 tháng nay rồi đảo lộn hết lên. Toàn tầm đêm mất ngủ vì điên chứ. Khóc phải gì, chắc phải đẻ rồi, khóc phải gì. Mạnh mẽ lên. Phụ nữ mà chuẩn bị đẻ mà cứ khóc thế thì con bị sao ấy nhở. Cho em đọc báo ấy. Nếu mà mẹ bầu mà hay khóc lúc mà bầu ấy thì con bị ảnh hưởng cái gì não ấy. Bạn đi làm ngồi một chỗ thì chảy bụng á. Đó. Ai bắt anh ngồi một chỗ, anh cứ đi liên tục ấy. Kiểu cảm thấy bụng to quá, cứ đi vòng quanh cái bàn làm việc ấy. Không ai bảo anh bị điên đâu, mà chỉ có cho anh và Châu Quỳ thôi. Mua tâm sen pha nước uống á. Tâm sen là gì anh? Người ta gọi là hậu sản là sinh xong rồi. Và ở đang bầu bị ảnh hưởng đến con. Còn sinh xong mà mẹ bầu bị trầm cảm sẽ bị hậu sản. À có phải là cái xanh xanh đằng đắng không? Mà đã đến mùa sen đâu, sắp rồi, sắp đến mùa sen rồi đấy. Em thì chưa thấy ai chỉ để em một cách đấy cả. Em thấy uống sữa bí ngô cũng được. Nếu mà em làm sữa bí ngô là em sẽ không uống vami đâu. Nhưng mà mỗi lần hơi mất công một tí. Phải hấp lại, hấp cách thủy ấy, không xay ra, nghiền ra, trộn sữa kiểu các thứ. Uống tầm khoảng được 3-4 ngày làm một lần. Nói chung là em chỉ cần lên tầm 45 cân thôi là em hạnh phúc, điên rồ bất tại lên rồi. Em mà lên 45 cân là em thề điên mừng. Em phải mở tiệc ăn mừng. Ủa, anh bảo uống gì? Dễ ngủ á? Dãi, thế thôi bỏ đi anh. Ốm mà dễ ngủ quá ở đêm dậy không dậy được đâu. Không dậy được là bị bỏ sâu rồi bị phạt đấy. Thoáng nghĩ đã đau lòng những trách cái thầy ngoài tôi. Đâu vừa đi đâu ấy? Đánh răng rửa mặt à? Đi thăm gái đấy. Bốn giờ sáng anh gọi em không nhấc máy. Khóc thêm một lần nữa để nước mắt tan vào mưa nhớ. Dẫu biết bàn tay ơi sẽ mang bên bàn tay khác.
lối đi nào cho em như em đi tìm một cơn mưa. Dễ ngủ lấy ngọn cây vông lá để. Thôi thôi bỏ đi em lười lắm. Bỏ đi bỏ đi. Thôi bỏ đi bỏ đi. Thôi thôi bỏ đi. Cái gì mà đơn giản thôi. Cái gì đơn giản thôi thì em dễ thử luôn. Mà cái gì cứ lằng nhằng mà khó nhớ là thôi bỏ qua đấy. Không nhớ đâu, em não cá vàng lắm. Sống sâu vào giấc mơ đêm hôm nào. Tay cầm tay nghẹn ngào nhưng không nói. Yêu cho anh xin bài thầm thía. Hay không anh? Hết bài này nhá. Đơn giản để ra hiệu thương mua thuốc. Anh Tuấn nhá. Em mà làm thế thật đấy, em mà bị làm sao là em sẽ viết lại tâm thư ấy. Em viết lại tâm thư ấy. Anh bị tù ấy. Để ngủ được hãy nhắn tin với Đô. Nói chuyện với Đô say lắm á. Nhu đã bao giờ nói chuyện với Đô đâu nhở? Chưa giờ đúng không? Nên là không ngủ được à? Giật lệ ngày xưa khóc cho duyên đời mình. Nước mắt là niềm đau. Và giờ này em khóc thêm lần nữa thôi. Khóc cho lần yêu cuối. Nước mắt tan vào mưa nhớ. Dẫu biết bàn tay ấy sẽ mang bên bàn tay khác. Mưa đi nào cho buồn em. Đi nào cho anh đi tìm hạnh phúc riêng. Bờ cát vẫn chờ con sóng, dẫu biết sóng bây giờ xa lắm. Gấp nhưng vì sao ước. Để chúc anh mỗi lần uống chục viên thôi. Thôi bỏ đi anh, bỏ đi bỏ đi. Người ta không bán thuốc ngủ đâu. Nếu anh có đơn thuốc, không có đơn kê, người ta không bán đâu. Chào cáo nhá. Tại vì người ta sợ mình tự tử. Chào anh Phong Nguyễn. Hoặc vào hội thánh Đức Thánh Chúa Trời được ban phước. Tôi bảo đây Tuấn, em sẽ bị lầm một cái bang đấy. Em là giáo chủ bang hội ấy. Ở đấy đang dùng hướng nước màu đỏ ấy, thì kiểu các member bị giật như kiểu bị điên ấy. Còn của em là dùng thứ nước màu xanh sẽ mang đến sự hạnh phúc cho mọi người. Điên. Anh nhìn mặt em có dâm dê không mà anh bảo là cuồng dâm ba. Điên à. Nước màu xanh biển. Em thích màu xanh biển. Cho nên là phải là thứ nước màu xanh biển. Kiểu uống vào sẽ thơm mát. Kiểu như ăn sinh hung cô nè. Thơm mũi mắt họng sảng khoái dài lâu. Ăn một phát thơm đến họng là phê luôn. Không. Nước xanh biển cơ mà. Vậy đây là cây đâu hầm ạ. Sống bây giờ xa lắm. Ừ xa thật. Hà Nội làm gì có biển mà chả gần. Gần lần ra được. Thành Phi cái gì mà hello idol có đôi mắt hút hồn đôi môi kiểu dữ quá thì bỏ đi. Em là con trai mà anh đừng làm thế. Anh đừng chuyển anh em thành đứa con gái đi. Bỏ đi. Lo cho em thật anh khen đẹp trai đi. Chẳng phải thua thiệt ai. Thế đẹp trai là em sướng cả ngày ấy. Em ơi, có phải đâu nghèo tình. Chắc là Vim. Sắp là Vim rồi, dần đã sắp là Vim rồi. Đời còn dài em ơi, đâu ai hay biết trước. Anh vẫn tin một ngày đôi ta sẽ tốt hơn bây giờ. Đừng buồn anh nghe em ơi, vì phải để em hay nghĩ suy. Đôi khi em buồn dạ, mà sao màu nước xanh biển em làm sao? Dạ. Anh chưa lo được em. Dạ hương nước màu trắng mà.
Là một người đàn ông sao anh có thể để cho em buồn? Và ngày xưa không yêu anh, người khác sẽ cho em chưa được nhìn em. Bao giờ nên không biết. Khi yêu anh rồi thì anh phải chở che cho đời em. Lại bảo anh hả? Yêu em vì em, bao khó khăn trong đời. Trời anh Rick, chẳng là gì thăm tối qua thì xinh, hôm nay đẹp trai rồi. Anh Cao anh dùng suốt đúng không? Anh thông thạo hơn em còn không biết ấy. Anh là dùng cả loại bạc hà. Sao anh không kiểu anh ấy thế? Anh kiểu là gì nhở? Tinh tế đấy. Mượn anh bài như ngày hôm qua. Đợi hết ngày này em sẽ bật cho Jim. Em chưa được nhìn mấy cái thứ nước màu đấy bao giờ, em nhìn mấy mỗi màu trắng thôi. Ngoài trên nhân gian này muốn mong mà được như ý, chỉ cần là em vui. Quý phi màu hồng. Anh sẽ luôn cố gắng. Anh Tấn ơi, anh em nói thật là anh nên inbox cho cái ông này, kết bạn Facebook ông này đi. Sau hai anh em tâm sự với nhau, tâm sự kiểu như hai thằng đàn ông ấy. Mày chia sẻ cho tao là kinh nghiệm là dùng bốn cái loại này thì cảm giác thế nào để tao mua về tao dùng. Anh vẫn tin một không, cái đấy mới là màu ấy. Cái đấy mới là màu. Còn cái cảm giác là khác nhau. Nghe em ơi, vì phải để em hãy nghĩ suy. Đôi khi em buồn mà sao anh thấy thương em làm sao. Anh chưa lo được em trong lúc anh cơ hàng. Là một người đàn ông sao anh có thể để cho em buồn? Và ngày xưa không yêu anh, người khác sẽ cho em ấm êm. Khi yêu anh rồi thì anh phải chở che cho đời em. Anh yêu em vì em, bao khó khăn trong đời chẳng là gì thăm thiết khi anh vẫn thấy em luôn tươi cười. Jim có ra nhạc hội kìa. Jim hay khóc thầm về đêm lắm. Các ông ấy đang bàn nước, thứ nước màu gì, mấy cái loại mà. Yeah, anh Giao kìa, tư vấn cho Jim đi, Jim muốn gia nhập hội. Có loại màu tím, màu hồng, màu biển với màu trắng, bốn loại. Hội dâm dê bang à? Thế các ông bảo cái gì nhỉ? Trên cái gì nhỉ, quên mất tên rồi. Mà được như ý, chỉ cần là em vui, anh sẽ luôn cố gắng lo cho em thật nhiều để em chẳng phải đây, đây, đây. Thua thiệt ai. Để em đi và em đầu. Dù nhiều em ơi, cuồng dâm bang. Hội cuồng dâm bang do Cao Ồ làm bang chủ. Anh Tấn thì sắp là người yêu của bang chủ. Hay biết trước. Anh vẫn tin một chết ngày mất. Đôi ta sẽ tốt hơn bây giờ. Đừng buồn anh nghe em ơi, vì phải để em hãy nghĩ suy. Đôi khi em buồn mà sao anh thấy thương em làm sao. Anh chưa lo được em trong lúc anh cơ hàng. Sao này em nào có hỏi mà bốc phét. Thôi anh Tuấn ơi, anh mà bốc phét là lời tưởng anh, lời tính của anh có vấn đề đấy. Thì yêu anh rồi thì anh phải chở che cho em mà không biết về cái loại đâu. Anh yêu em vì em. Ví dụ mà anh là mà là người yêu em, anh mà tư vấn thì em thề em chắc phải đặt ra câu hỏi ông này có vấn đề rồi. Chắn luôn. Đừng buồn anh nghe em, vì phải để em hay nghĩ suy. Xin đừng nhắc đến anh. Khi em buồn mà sao anh thấy thương em. Anh chưa lo được em lúc anh cơ hàng. Là một người đàn ông sao xong anh có anh thể để cho em buồn. Và ngày xưa không yêu anh, người khác ông sẽ ơi, cho em. Con đấy lại quay ra thì em hiểu tại sao mà lý do tại sao mà hai người chia tay rồi. Cho đời em. Anh yêu em vì em. Bao khó khăn trong đời chẳng là gì thăm thiết khi anh vẫn thấy bây giờ em nhá. Vui cười. Bây giờ mình bí mật với nhau. Không chẳng là gì thăm thiết không khi anh ngoài. Vẫn thấy em luôn cười. Chia tay vì sai không. Bỏ đi ông Gao Ồ kìa. Cái ông cuồng dâm bang kìa, bỏ đi. Bỏ đi mà làm người á. Chết mất rồi, nói chuyện sáng ra hại não thế. Mệt thế nhở. Mệt mỏi thật sự mà.
Jim thích nước màu gạo kìa. Nước màu gạo thì Jim dùng loại loại thường ấy, loại dạ hương thường là nước màu màu trắng ấy. Chẳng thể thức giấc, chẳng thể bắt đầu, có cách nào nữa đâu. Thôi đi ngủ á. Hải ngủ đi, cũng chủ ngon chị cơ mà. Sâu đến 7 giờ cơ. Hôm qua ấy đã qua từ lâu. Không, em tin anh mà anh Tuấn. Mạnh mẽ lên anh. Chiếc hôn mềm, tim đau nhói. Tư vấn cho người yêu em thế sâu mà. Sâu hai sâu liền. Jim đuổi em gì? Anh ghét nhìn đến mặt em nên đuổi em đúng không? Lời nói xôi cuối cùng. Yêu là yêu mãi mãi. Yêu tới khi đại dương hóa thành ngàn vì sao. Giấc mơ không thành tim. Ừ, mệt thì anh ngủ đi. Không biết đâu sao mà nỡ. Ông ba đi nhậu ngủ đi đỡ mệt. Ngày hôm qua mà lấy sức. Em có nhớ tới đâu. Hạnh phúc tan rồi anh mới nhớ ra. Cứ yêu nhau để rồi lìa xa. Người duy nhất tiếc nuối giờ chỉ là mình anh. Dịch này do công ty xếp em chẳng biết. Hôm nay phải 5 giờ mấy, hôm sau em chẳng nhớ là mấy giờ luôn ấy. Mà sao đau đến vậy. Lấy sức nhậu tiếp về kinh chứ. Anh Tần lấy bỏ đi. Con trai gì mà suốt ngày bia rượu ấy, nhậu nhẹt cái gì. Bỏ đi. Dáng bảy phút định mệnh nhá. Hai tuần trước em đăng ký thứ 0 đến 3 ấy. Tuần này em thế nhưng mà tuần này em tại bị xếp muộn. Đây như ngày hôm qua đây gì. Và như ngày hôm qua đây mà. Từ ngày hôm qua có nhớ tới đâu. Không, ai mệt thì cứ ngủ đi. Không phải bài này á. Cứ yêu nhau để rồi lìa xa. Ơ, Sơn Tùng á. Đồ ok đây. Ai mệt thì cứ ngủ đi. Cố làm gì. Vào kiểu khỏe khỏe thì xem. Tại vì hôm nay em chỉ sâu đến 6 giờ mà em thấy thôi. Còn ăn mệt thì cứ ngủ đi, lấy sức. Thức suốt ra ốm đấy. Cuối con đường là bầu trời xanh ngắm. Chúng ta chưa là mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo. Cố quá đấy, cố đấy. Thăng trầm, niềm tin mãi luôn đồng đầy. Thả nào không mọi người không thức à? Kệ em. Tại vì hôm qua em thấy nhiều người đi nhậu á. Nãy em phải giả vờ say để đi ngủ. Nhẽ ra em thật ra là em định thức. Em mới ngủ được có. Em ngủ hơn một giờ em ngủ. 4 giờ kém em tỉnh rồi. Em định không ngủ rồi nhưng mà nghĩ là hôm nay phải. Em sâu xong em không được ngủ ấy. Mà phải đi chợ ấy. Các thứ. Đi chợ. Không, em không dám nhớ Jim. Jim không thuộc về em, không nhớ. Em chỉ nếu mà sau này em có người yêu em nhớ người yêu thôi. Jim có thuộc về em đâu mà em nhớ thì gì. Chợ kiểu mua hoa quả mua rau về chuẩn bị để chiều đi mít tích 2 giờ tập trung rồi xong rồi lên tẩm ướp đồ kiểu nữa. Điên nhớ anh thì điên à. Thành xong về sau nhớ nhiều thành yêu đơn phương rồi. Bỏ đi anh, em chưa là yêu đơn phương đâu, bỏ đi. Nhớ kiểu nhớ lung tung mệt lắm.
như mệt quá nên ngủ, bởi vì sau 2 tiếng liền ngửa tay quá ngồi mình kiếm đèn hết sữa rồi. Chào chị ạ. Bye bye. Chúc gì ngủ ngon. Chắc là ý là bảo mình già đấy mà. Đau đớn quá. Em ơi, bây giờ nếu mà gọi ra là chị nhá, ra sân em nhá. 7 giờ mới có idol khác. 7 giờ mới có idol khác. Vì Nhu sâu thế, Nhu sâu thế đến 7 giờ cơ. Còn nhỏ á. Còn nhỏ là bao nhiêu tuổi mà còn nhỏ. Hát một bài xem nào, từ nãy không hát rồi, toàn bật nhạc này. Hát nào. 15 tuổi à? Ui dồi, mình có 9 tuổi. 15 tuổi, lớn đấy. Già đấy. Già với chuồng đấy. Ê, lại một thành phần đi ngủ nữa hả? Đâu đi ngủ rồi. Câu cá luôn. Đâu là nơi anh ấy đến mỗi khi. Anh Tuấn, nói gì đấy? Chị ấy năm nay mới có 12 tuổi mà nhìn cứ như 22 tuổi vậy. Bên này nhiều cá với cá to á. Bên nào? Anh ở nước ngoài à? Say người chợt thức giấc em mới thấy yên lòng. Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào. Hạnh phúc do một ai luôn mang lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến anh tiếng cười. Điều mà anh luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Cảm ơn Minh Chiến. Lại một boy lại lùng nữa. Không nói gì hết và tặng 10 kẹo ăn sâu răng này thôi. Hôm nay số mình làm sao ấy. Đằng sau lưng anh vẫn là em dõi theo mỗi ngày. Dù thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu rồi. Chỉ là em chẳng thể nào hay biết thôi. Em phải vui bên người thì trên đôi môi em mới có thể mỉm cười. Hôm nay Tần gặp lại lùng boy sợ quá. Chẳng nhẽ mình lại đẹp trai cho nhìn bây giờ. Bỏ đi anh. Buồn ngủ rồi nhưng thấy gái xinh quá ngồi được á. Anh Chiến ơi, nếu mà mình có dịp vào sâu nhau chơi một lần nữa thì anh sẽ biết giới tính thật của em. Thực ra em không phải con gái. Em có mỗi cái tóc dài thôi. Còn em chẳng có cái điểm nào giống con gái hết. Sai quá sai. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến anh tiếng cười. Điều mà anh luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Đừng nhìn anh hạnh phúc. Sau lưng anh vẫn là nào chịu nữa. Thế thôi đành chịu vậy á. Anh Chiến ạ, à, thì bình thường ấy, các idol khác ấy thì anh chỉ có thể nói chuyện bình thường thôi. Nhờ với em ấy, anh có thể tâm sự với những cái thằng đàn ông ấy. Mình có thể nói chuyện như hai thằng đàn ông chân chính. Yên tâm, em luôn luôn lắng nghe và lâu lâu em mới hiểu. Anh cứ tin vào em. Em cũng còn không tin em ấy, anh cứ tin em được rồi. Bỏ tóc ra cho mọi người nó giới thiệu đi em, nó kinh. Người đi cắt mất 30 phân tóc ạ.
điều mà anh luôn hiểu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn thấy hạnh phúc